chị nhà quê. Trời, bé lộn, sao tự nhiên hôm nay chào chị vậy? Thường thường mỗi lần mà gặp chị là em khó chịu lắm mà. Chị nói nhiều quá. Sao vậy? Sao đứng đằng mình vậy? Chị đúng là có nhiều luôn á. Chị ơi, đem ơn chị một cái được không? Thường thường á thì xa lánh người ta rồi bây giờ đòi ôm người ta. Nè, ôm đi. Chị phải cúi xuống, chị phải ngồi xuống em mới ôm được. Rồi. Nhưng muốn ôm em phải đứng từ 1 tới 10. Nhiều điều kiện quá vậy. 1 tới 10 đúng không? Đúng rồi. Ôm luôn. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Rồi. Sao nữa? Em có vấn đề tặng cho chị á. Vừa được ôm rồi vừa được tặng quà nữa. Chị ngồi xuống tiếp. Diễm phúc ba đời. Chị ngồi xuống tiếp đi. Giờ rồi. Chị nhắm mắt lại. Ok, nhắm mắt lại. Giờ chị đếm từ 1 tới 10 đi. Nhắm mắt lại nha. Đếm từ 1 tới 10 luôn hả? Dạ. Rồi. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Vậy? Sao vậy? Không biết là... Thi, con lớn sao con hiếp em vậy? Sao vậy Thi? Con gì con? Con không hiếp nó đâu, nó không hiếp con thì có, nó bắt dán hù con kìa. Cái gì Kenny, có chuyện đó luôn hả? Tại vì chị kêu con là béo lộn. Thì con cũng kêu người ta nhà quê đó. Trời ơi, cái gì vậy Kenny? Trời ơi. Nhưng mà cái đó là ân Linh ơi vậy. Kệ con mà. Trời đất ơi. Winner là anh của em á hả? Dạ. Ủa vậy là con cũng biết Winner nhà cô hả? À, dạ. Hình như bạn học chung lớp với con. Hay quá ha Candy ha. Vừa bắt dán dọa chị mà còn ăn dạ nữa. Hay thiệt luôn á. Trời ơi. Nhỏ xíu người thôi mà suy nghĩ ghê gớm thiệt. Còn con nữa Thi, mấy mốt mà có dán hay là có thất tình vậy thì nói với chú được rồi, đâu có cần ra mà công viên la ôm sùm lên chi. Dạ, thất tình? Ừ. Cái gì? Đây nè. Đây. Tôi thất tình. Bé Lùng, em cũng bà luôn đó hả bà? Con em nó còn nít, nó không biết gì hết. Thôi cô Linh xin lỗi con. Tại cái này là Winner chỉ Candy chứ Candy nó nhỏ có biết gì đâu. Thôi coi như là cô xin lỗi nha. Xin lỗi chị, nhanh. Con hư lắm luôn á, xin lỗi chị. Em xin lỗi trời. Mà tại sao con làm vậy? Tại chị kêu con là bé lộn. Mà con có cao đâu. Từ nay về sau không có được vậy nữa chưa? Anh Tùng, thôi coi như là em xin lỗi. Em cũng không biết con em giống nết ai mà nó lầy lội vậy. Chắc giống nết mẹ nó. Thôi mà bỏ qua cho em nha. Thôi bỏ qua cho em nói nha con. Thôi được rồi, nói vậy thôi. Nít giỡn không mà. Thôi đi vào học bài con. Dạ. Xin chào cô, về. Anh đi nha. Dạ. Bà nha, bà như con chim én. Lùng có một khúc người ta kêu bà lùng là đúng rồi. Hung dữ với người ta nữa. Lấy ba lô đi về. Con trợn mắt nhìn tôi hả? Mẹ ơi, cho cái quà tặng mẹ nè. Biết nịnh lắm luôn á. Chuột lỗi nữa. Quà gì vậy? Giờ mẹ ngồi xuống. Rồi. Mẹ nhắm mắt lại. Nhắm mắt lại. Mẹ đếm từ 1 tới 10 đi. Rồi. 1 2 3 4 5 6. Rồi đúng rồi, mẹ mở mắt lên đi. Ai á, bà kêu tôi là bé Lùng, là kẻ thù của tôi.